test cái con SH1. Xe này zin nha, chưa làm gì hết. Chưa tới 101 nè anh em. Xong test cho anh em xem nó sẽ vừa qua mức này, để tăng tốc độ, rồi mình trị luôn cái bệnh rung cái đầu, nó nhẹ xe. Rồi bây giờ mình mở đi. Mình test cái con SH-Mod đó, sau khi mình làm rồi xong, bay vớt cho cái bài bên mình đó. Bố to rồi, làm hết luôn. Cái mình thay lọc gió đồ chơi này, nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Đó. Còn cái zin nó bằng giấy á, anh em chạy nữa. Cho dù mới nó cũng không có bằng cái lọc gió đồ chơi. Mình lắp vô, mình test anh em xem sự khác biệt nha. Gắn lọc gió vô là lợi thế khoảng 5-6 mình xe á. Với lại nó tiết kiệm xăng hơn. Đó. Làm xong rồi mình test cho anh em xem nha. Alo. Rồi. Đây mình test con SH-Mod sau khi làm nồi xong nha anh em. Như lọc gió, như bô. Bô móc bài êm ra đầu. Là cuối nó nghe. Nhanh nó thì nó mới nghe, mình chậm thì nó vọng. Làm nồi lọc gió được chơi với lại móc bô anh em.